Những lưu ý khi tiêm vaccine sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá sốt xuất huyết là một trong 10 mối đe dọa hàng đầu về sức khỏe toàn cầu, được xếp mức độ 3 về khẩn cấp y tế. Theo đó, đối tượng có thể áp dụng tiêm phòng vaccine sốt xuất huyết là trẻ em và người lớn, do môi trường và khí hậu ở Việt Nam rất thuận lợi cho sự sinh sôi và phát triển của loài muỗi này. Khi mắc bệnh, nếu bị nhẹ thì sẽ gây sốt cao, đau nhức toàn thân, phát ban còn nếu trong trường hợp xấu hơn thì rất có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như chảy máu nội tạng, suy tạng, rối loạn đông máu, giảm huyết áp đột ngột hoặc thậm chí có thể gây tử vong nếu không được điều trị và xử lý kịp thời. Vắc xin sốt xuất huyết phòng ngừa đầy đủ 4 tuyếp virus sốt xuất huyết gây bệnh với hiệu quả lên đến hơn 80%. Đặc biệt, vắc xin sốt xuất huyết có hiệu quả phòng ngừa tai nhiễm cho những người từng mắc bệnh. Đối với phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc người bị nhiễm HIV không nên tiêm vắc xin sốt xuất huyết sau khi tiêm vaccine sốt xuất, xuất huyết sẽ xuất hiện các tác dụng phụ như ngứa hoặc nhức ở vị trí tiêm đau nhức toàn thân nhức đầu thiếu năng lượng uy oải và khó chịu những tác dụng phụ này là dấu hiệu hoàn toàn bình thường và biến mất hẳn trong vòng vài ngày